Ok và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với một cái series và một con sâu tím diệm hoàng hôn nhá. Đây là một con sâu Huế. Uầy, nguy hiểm thế nhở. Thanh niên đã bị chặn đầu rồi. What the hell man. Áo trắng với chúng tôi. Vâng, con sâu này đã bị lừa. Nó đã rớt vào trận địa mai phục của mình. Ok man. Wow, Don Fury. Cơ hội để chúng ta gia tăng điểm số lụm chảo. Một pha bẻ lái với độ sát thương rất cao. Áo trắng của chúng ta định tẩu thoát thưa các bạn. Tiếp tục là một con sâu màu trắng siêu to khổng lồ. Body của em ý là khá dài. Đã có một pha va chạm rất mạnh thưa các bạn. Vâng, thanh niên áo trắng của chúng ta đang quay xe bỏ chạy rồi. Một pha bùa vây cho em áo trắng của chúng ta. Cái đuôi của mình kia rồi. Rất mạo hiểm thưa các bạn. Ok man, con sâu của chúng ta đã lên được top 2 server rồi. Những pha tranh cướp đồ ăn rất quyết liệt. Thanh niên áo trắng của chúng ta khá dẻo thưa các bạn. Pha này thì cứ gọi là hết sảy ông bà bầy. Áo trắng đã bị bao vây. Vâng, chỉ có chế độ tàng hình mới cứu được em ấy thôi. What the hell man? Thank you.
dám bài với chúng tôi. Thanh niên dám đi xuyên qua người mình. Ok man, đây rồi. Một pha tốc biến rất hay. Pha này thì áo trắng của chúng ta toang rồi. Thanh niên đang rớt vào khu vực nguy hiểm. Liệu có một pha va chạm ở đây không? Nguy hiểm quá. Một pha bao vây cực gắt thưa các bạn. Thanh niên áo trắng của chúng ta đã bật chế độ tàng hình. Ok man. Vâng, thanh niên vẫn đang cố gắng đeo bám. Pha này thì chắc chắn em ấy toang rồi. Sẽ không còn một pha tàng hình nào cả. Thanh niên đã ra đi nhanh như một cơn gió. Ok, và con sâu của chúng ta đã có cơ hội lên 3 triệu điểm. Một điểm số rất cao thưa các bạn. Vâng, tốc độ ăn hồi là rất nhanh. Tiếp tục là một pha bùa vây cho ông vua dâu kẽm. Lũ chào mày hả bưởi, kiến nửa với chúng tôi. Vâng, ông vua dâu kẽm của chúng ta cũng đã toang rồi. Rất nguy hiểm thưa các bạn. Nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta sẽ là 5 triệu điểm.
Vâng, con sâu của chúng ta đang di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Một con mồi rất lớn vừa mới toàng xong. Cơ hội để chúng ta lên 5 triệu điểm đây rồi. Liệu có một pha va chạm ở đây không? Một pha săn mồi rất căng thẳng và kịch tính. Ok, và con sâu của chúng ta đã có 5 triệu điểm rồi. Một số điểm rất cao thưa các bạn. Mày hả bưởi? What the hell man? Niên dẻo như cọng bún. Vâng, một cái khe tương đối hẹp. Vâng, chúng ta đã tông phải cái đuôi của một con sâu bé tí tí. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình và xin gặp lại các bạn ở một video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.